to Lisa channel, and today doing the makeup. Yeah, me doing the makeup, and I will turn how I look no more to e-girl, and then Victoria change herself to the soft girl. So thì tới ngày nắng cứ mà thơm pi ca tập tan khuôn nhóm đồ tới e-girl nắng để cái nặng ha chơi chơi là việc quạt không ai swag thì chẳng nghe nè. Hai chùm này soft girl that Victoria gonna do it. Soft girl nó lại gần lại tham nữ xây đại sập hiệp riêng xa thì chẳng nghe nè, vô lọ. So, môn đồ bốn cư dương thời gồm chọn sọ. And then, tập máu cư thua ca make up nửa lưu mốc hai cư cái ái của anh rồi hai ấy. Nên soft girl trên môi lại gần lại pink pink. And then like eager chinh máu blood. Chẳng hai sợ mù bàn tích tạo toàn hào gì. So yeah. So chấp đạp. Get started. So at first also I'm eating a smoothie bowl that's kind of smoothie with some pretzel. We have some snack over there. Bên tay nhóm ở thời gian khẳng tế. So, trên màu mới cư chẳng hạn. I don't know how I'm gonna look like in the video. What are we doing first? So, I'm gonna clean my face because there can be some dirt. So, you clean Crimson? With the mirror. I have my black one. Eager, you know Eager? Clean một chân xinh, tay clean nhưng mà nè. Okay. I'm not used to đã xa vợ nhung với cái nhung ở sau chỉ chật clean mùi tật chân gì. Vì nhung chạp là người nó lên một là việc tật chân. Bỏ đặt môn make up cứ cả để tay và đặt hàng khối định chỉ remove make up lại chân là nó đặt cả. Yeah. That, but I don't like it. Nhóm ở trên trái đế. Thọ mai dân lại cái tiện. What we do next? I need it. So she's doing it first. Eager. Cách mà mở tha tập về eager trên màu rất mạnh tận. Tới thì mọi người check em mơ là việc eager hay là soft girl. No, you're the baddie. Not eager. Oh, eager is like the swag and like kind of mean. And then soccer, yeah, like in pain, like it's like cute. Good girl. Yeah, good girl. Này, phải eager nên không đi. Cứ là nặng chân nó cứ bẹ chân này. Drop it. Yeah. So, yeah. Chăm mơ mơ chân bạn là đấy. Hai chân này soft girl. Soft girl chân nó bạn chụp chụp. Yeah. See like pink, blue, like cái chữ đặc biệt color na đài qua sẽ hơi qua biệt pink qua cặp chúc qua kêu thì tới qua lại là sẽ cứ chỉ mắc soft girl. Okay, I'm done. I don't think it fit clean. Một nhóm đặt một sai màn tông của bên này không cần cả. Yeah, I'm making a coffee home. I'm gonna add some eyeshadow while she's doing it. I'm gonna do some of this elf thing. Yeah, đặt phần này có vẻ trình máu một số phần này. Mang một. I have pink hole.
mình đặt là size 2 2 chấm đầu bị đặt này, nơi cất thả đầu bị đặt này. I'm scared of you. I'm gonna mess up now. Oh, this is a travel kit, by the way. Color. But I thought I'd pick color A, but that color that you pick then could be that will probably be pink here. Okay, I don't know which one to choose from this. This kind of brush here. Like that. It's so hot. No. Hey, make up let them not ego looking boy. Mà này đi kia để mà đi làm dụng như này. We were supposed to do this yesterday, but I needed to go somewhere to help my mom buy some stuff. Now I do it today. I put it too. Ủa nó thằng khéo quá nha. Đột chừng lại bên đây nó không camera cho ở xoay kênh cho bạn hãy. Wait, can I see? You put it on the top, not the bottom. Anyway. Cứ như mặt lục tế. Cứ to tiền. Just good. You know. It's okay. Okay. Level 1 passed. You. No, it's stuck. Okay, I'm gonna do my eyebrows. So I'm already done. I use this one. Oh no, wait. I use this one instead. And it looks good on camera, but when you look in the mirror, it looks bad. And now I'm gonna put some gold glitter on my eye. So, and then you put eye hair, hey, dot mouth, you that mascara. Someone decal. That was like my bestie. Can you say the word like? I'm gonna curl my own lipstick. I'm pretty good at this. Yeah, so lipstick. Saxon behind. Now I'm gonna add alcohol to it too. This is also very glossy. Jelly that. My teeth look shiny though.
Wait, do you change it? Oh, you did change it. I didn't even notice yesterday or week before. So, Mokai, hi, we done with our makeup. Yes. And then, Jang, lần này đo máu thử sạch. So, yung thời Victoria Mon. So, any outfit nhóm? Outfit, soft girl, like pink, hàng lớn, I mean pink, hay là cow. You know, like ping ping. So, and it go pen out and cry. Yeah, we will put them. Tell us, I young, you much have had mock day, junk house, baby, mo mo. Good, we'll ban panang. Go, a lot of them. Let's go make some TikToks. We're gonna go make some TikToks. And I don't care what she says, yes or no. Yeah. I'm just in a mood for TikTok. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this. Yeah, video ngày nắng cứ mình là phần năng ánh. Hi, don't forget to subscribe and like. Bye, mơ video to tiết. Yeah. Final look. Yeah, bye bye. See you in the next video, guys. Chụp nghe nơi video khẳng khảo tiết. Cùng play, chơi subscribe and like. Lisa, mui mui.